Lần em về em chẳng bao giờ dám ở gì đâu, ở gì em chẳng dám ở, em chỉ dám về xong rồi chỗ. Mà mẹ nó ngủ ở ấm mình. Nhưng mà mẹ nó không nhìn thấy bao giờ. Chỉ có thằng Duy nhìn thấy thôi. Duy không biết. Mà nhà cái Trang nhá. Mà nhà cái Trang bị kiểu mấy chị em nhà nó đều có thể nhìn thấy ma rồi đấy. Tổ hợp ấy. Nhưng mà mẹ nó không nhìn được. Giờ không sợ thì nó hiện hẳn hình nào đó. Em sợ đây nghe, có thể nhìn thấy đâu. Nó hiện hẳn bóng hình nào. Thế là tùy bóng vía. Mẹ mẹ nó hiện hẳn hình nào. Đó, nó hiện hẳn hình xì ra. Nhưng mà zoom mặt lên thì không nhìn thấy mặt đâu cả. Nhìn nó kiểu mây thôi. Tức là nó y như người bình thường này nè. Nhưng mà khi mình zoom vào thì chỉ nhìn thấy mặt em xì. Cái tay nó như này. Trời tối thôi. Cái tay kiểu em hình dung ra là nó như này thôi. Chứ em không nhìn thấy cái tay của nó kiểu. Nó có thấy cái bả vai như này. Cái tay đứng trước thì không biết làm gì. Ui, nhà mẹ con liên tục cái chân nó mảnh quá. Nhà mẹ con liên tục cái đấy ngầu. Nhà mẹ, nước thấy nó rất là rõ. Nhà mẹ, mặt thằng này ở đây thì cái thằng kia ở người đấy đứng ở đằng sau này chỗ xe máy này. Nó rất là rõ. Mẹ nhìn nó ngầu cực. Nó rất là rõ. Mẹ tức là thằng này nó chụp cái cơ bắp của nó như này này. Để nó chuẩn bị nó xuống. Kiểu lần nào nó tập thể thao, nó chụp cơ bắp là thì đúng đứng ở đằng sau. Ngầu cực, ngầu vậy. Sao là con lấy tóc dài không? Ví dụ nó ở xa xa nhá, thì hoặc là như những thằng khác nó chụp ảnh mà nó cứ ở xa xa hoặc là một cái bóng để mình tưởng tượng nhá thì nó lại khác. Nhưng mà đây nó lại y như kiểu ví dụ bây giờ anh chụp ảnh thì có một người đứng ở đằng sau anh. Nhưng mà sao lấy ảnh đâu ra? Sao lấy ảnh ở đâu ra? Kêu nó xóa rồi. Thằng Duy nó vẫn giữ, còn cái Trang thì nó xóa rồi. Nhưng mà hôm nay em bảo là Trang cho thấy Trang cho chị xem, thế là Trang cái Trang nó lại xin thằng Duy nó ở là đến mua nước quả. Mẹ cho con xem đi. Cái Trang nó bảo là Duy gửi lại cho chị cái ảnh đấy. Cho thằng Duy đâu, thằng Duy nó ở nhà nó.